Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ sáu ngày 27 tháng 5 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long hôm nay thì tạm thời giá thanh long hôm nay cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng thật là mạnh trở lại để cho quý bà con mình có thể yên tâm. Tình hình giá thanh long hôm nay thì đầu tiên đó là ở khu vực miền Tây thì tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay thì đang ở loại 1 đang có mức giá đồng từ 18.000 đến 20.000 đồng ký, loại 2 thì đang có mức giá đồng từ 13.000 đến 15.000 đồng ký, loại 3 thì đang có mức giá đồng từ 7.000 đến 10.000 đồng ký. Hàng giá hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 4.000 đến 5.000 đồng ký. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 đồng ký. Đây là giá thương lái thu mua tại vựa nha quý bà con. Mặc dù giá thanh long loại 1 đang ở miền Tây đang rất là cao nhưng thật sự là bà con mình hiện nay thì tại vườn thì chỉ bán từ loại 2 đến loại 3 là chủ yếu. Vì sao đợt thanh long xuống thấp vừa qua bà con cũng không đầu tư, không chăm sóc gì nhiều nên thanh long cũng không có đẹp. Tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì đang có mức giá đồng từ 12.000 đến 15.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có mức giá là 14, 15, 16, bò sang 12, 13, 14. Hàng huyết hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 17.000 đồng một ký. Hàng giả hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 4.000 đến 6.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 đồng ký. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có mức giá đồng từ 14.000 đến 16.000 đồng ký, loại 2 thì đang có mức giá đồng từ 9.000 đến 11.000 đồng ký, loại 3 thì đang có mức giá đồng từ 4.000 đến 6.000 đồng ký. Hàng giả hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 3.000 đến 4.000 đồng ký. Trong một vài ngày vừa qua thì tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây giá đang cao hơn khu vực Bình Thuận từ 2.000 đến 3.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi mà giá có thể chênh lệch lên xuống